Rồi, xin chào tất cả các anh em chơi audio. Hôm nay mình có một cái sản phẩm mới mình muốn độc hợp cho các anh em audio xem. Đó là bộ FX Audio Spock Phono Spock 1 ha. Cái bộ này á, thì mình nói với cái đầu đĩa than ha. Bây giờ xu hướng mọi người cũng đang quay về cái đầu đĩa than này rồi. Cho muốn nhiều người ta muốn tìm kiếm lại chiếc âm mộc mạc ngày xưa ha. Thì FX Audio thì nó cũng đáp ứng được nhu cầu cho anh em chơi audio, thì nó ra một cái bộ FX Box 1 ha. Đây, trong hộp nó là mình có catalog ha, phiếu bảo hành thì đủ ha, của hãng ha. Đó, trong hộp thì gồm có bộ nguồn, nguồn chắc chắn phải có rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây, nhân vật chính đây, sẽ lấy ra cho các bạn xem thử. Đó. Ok, để mình xếp cái này lại nè. Rồi, bỏ qua một bên. Đây nhân vật chính của chúng ta ha. Rất nhỏ gọn. Đó, mặt trước nó chỉ có vậy thôi. Phía sau đây thì phía sau là cổng kết nối của nó ha. Thì ở đây thì nó có thứ nhất là cổng MMM. MM này là mình để nối trực tiếp vô cái đầu mâm than ha. Còn cái cổng audio này mình ra âm ly ha. Còn cái cục dàn dàn chính giữa này mình nối mát cho nó vô cái mâm đĩa than nha các bạn ha. Bên đây là thì là cái nguồn. Thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe chất âm của cái con FX Audio Spock 1 là như thế nào ha. Rồi, sau khi mình đã ghép phối ghép xong ha, cái đĩa than của mình với cục phono ha. Thì mình khói ghép xong á thì mình cảm nhận được là nó giảm cái tiếng ù rất rất là nhiều nè các bạn nghe ha. Volume mình lên rất khá khá cao nó mới có tiếng ù ha, còn đã nứt mất giữa 50-50 là không nghe tiếng ù luôn đó. Cái bộ này rất là đặc biệt nha các bạn, nó có chip giải giải mã trong đây nữa nha, nghe rất là hay. Bây giờ mình test thử một bài hát cho các bạn nghe thử nha. Đây giờ mình play thử nha. I don't need flowers in the spring. I don't need you, and you surely don't need me. I don't need love and affection. And I don't need peace and harmony. And I don't need you, and you surely don't need me. But we both. Rồi đó các bạn, rất hay. Mình cảm nhận cái con này rất là đáng đáng mình đáng đồng tiền mình để chơi. Giá mình bán con này là 1.150.000 ha. Bảo hành 12 tháng free ship cho các bạn luôn. Rất hay. Mình cảm nhận nó là cái tiếng nó ù xì nó đỡ hẳn rất 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 là nhiều. Các bạn nghe nè, không? Rất là nhiều, mình rất là thích. Đó. Bộ này rất là đáng đáng để mình chơi á. Mình nói lại nha, bộ này có chip giải mã DAC trong đây luôn nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.